ta chỉ để ý đến sóng P thôi, bỏ qua phức độ QRS. Vậy đối với cả sóng nhĩ thì sao? Sóng nhĩ chúng ta biết rằng quả tim chúng ta khử cực từ trên xuống dưới, từ sau ra trước và từ phải sang trái. Vì vậy bản chất sóng P của chúng ta là gồm hai sóng P nhỏ chồng vào nhau. Với hình ảnh là các bạn nhìn thấy cái sóng đỏ đầu tiên đấy ạ. Cái sóng đỏ đầu tiên là lúc đến thời điểm, là thời điểm khử cực của nhĩ phải. Nhĩ phải sẽ khử cực sớm hơn nhĩ trái một chút vì nó ở gần nút xoang. Đó là cái nơi mà bộ máy phát xung độc lập đầu tiên của quả tim. Sau khi nhĩ phải khử cực thì một thời gian ngắn sau nhĩ trái bắt đầu khử cực. Và hai sóng này với cái sự sự trùng vào nhau tạo nên một cái sóng P của chúng ta có hình như một quả đồi thu nhỏ. Vậy trong trường hợp nhĩ trái mà tăng gánh thì cái sóng của nhĩ trái sẽ to ra và rộng ra, thì nó sẽ không còn trùng vào nhĩ phải nữa mà nó lệch ra. Các bạn có thể nhìn thấy là cái sóng của nhĩ trái, chúng ta sẽ gặp một cái là cái sóng nhĩ trái to ra, tách ra khỏi nhĩ phải. Và trên chuyển đạo D2 các bạn có thể nhìn thấy là sóng nhĩ từ một cái sóng đơn thuần, một cái sóng P có hai đỉnh. Thì đối với trường hợp chúng ta nhìn sóng nhĩ thì chúng ta sẽ để ý ở hai chuyển đạo. Thứ nhất là chuyển đạo D2 như tôi vừa trao đổi với các bạn. Chuyển đạo D2 chúng ta sẽ ghi nhận được một cái sóng P hai đỉnh. Và thứ hai đó là một chuyển đạo tương đối đặc biệt trên chuyển đạo trước tim, đó là chuyển đạo V1. Vì sao nói V1 là chuyển đạo tương đối đặc biệt? Vì V1 là chuyển đạo duy nhất nằm ở phía bên phải của tim. Vì vậy, những điện thế đổ về phía bên phải của tim thì sẽ gây ra một cái sóng dương, và điện thế đi sang phía bên trái của quả tim sẽ gây ra một sóng âm. Chính vì vậy, những trường hợp mà tăng gánh của nhĩ trái, chúng ta sẽ có sóng P ở V1 là sóng P 2 pha với khởi đầu một sóng dương nhỏ thể hiện từ cực của nhĩ phải, sau đó là một sóng âm lớn với phần âm chiếm ưu thế, đó chính là từ cực thể hiện của từ cực của nhĩ trái. Và tổng hợp lại thì đối với trường hợp tăng gánh nhĩ trái, các bạn chỉ cần chú ý đến hai cái chuyển đạo lớn, đó là chuyển đạo D2 và chuyển đạo V1. Với chuyển đạo D2, điện tâm đồ chúng ta sẽ là một cái hình ảnh sóng P hai đỉnh có khía đằng sau. Chuyển đạo V1 thì chúng ta sẽ có là một sóng dương nhỏ và một sóng pha âm lớn đằng sau. Đây là một hình ảnh điện tim 12 chuyển đạo khá điển hình đối với cả trường hợp là tăng gánh của nhĩ trái. Những trường hợp tăng gánh của nhĩ trái các bạn sẽ thường gặp, hay gặp ở trên một số cái bệnh lý, đó là bệnh lý hẹp hai lá. Tương tự như vậy ở chuyển đạo này các bạn có thể nhìn thấy ở chuyển đạo D2. Xin lỗi các bạn là cái bút chỉ này chúng ta không chỉ được. Ở chuyển đạo D2 thì D2 chúng ta D2 ở đây các bạn có thể nhìn thấy là có một sóng P hai đỉnh. Và thứ hai đó là trường hợp ở V1 chúng ta nhìn thấy cái pha âm chiếm ưu thế. Tương tự như vậy với cái điện tâm đồ này, điện tâm đồ này thì các bạn có thể nhìn thấy ở D2 có một sóng P cao nhọn nhưng cái đỉnh nó có khía đằng sau một cách không rõ ràng. Như ở D1 thì cái sóng P âm rất lớn ở chuyển đạo V1. Đây là cái dấu hiệu của tăng gánh nhĩ trái. Tiếp theo cái trường hợp là tăng gánh nhĩ phải thì tương tự với cả tăng gánh nhĩ phải, thì tăng gánh nhĩ phải bên phải của chúng ta là cái phần quả tim mà chi phối cho cái vùng phổi. Vì vậy những trường hợp mà tăng gánh của bên phải thường liên quan đến cái bệnh phổi. Và vì vậy sóng trường hợp sóng P P tăng gánh nhĩ phải thường được gọi là P phế, với đặc điểm là gì? Là P cao nhọn với biên độ lớn hơn 2,5 mm, trong đó có PD2 lớn hơn P của D3 lớn hơn là chuyển đạo P của D1, và sóng dương ở P của chuyển đạo V1 thì cao nhọn. Trường hợp này thì cũng khá đơn giản. Lý do tại sao? Các bạn quay lại nhớ lại cái hình ảnh hai cái sóng mà lúc đầu tôi vừa trình bày, thì nếu cái sóng đỏ đầu tiên lớn hơn, vượt hơn, nó cao lên thì nó sẽ trùm lên cái sóng xanh phía sau của nhĩ trái, và chúng ta chỉ nhìn thấy một sóng dương lớn cao nhọn ở chuyển đạo D2. Và ở V1 thì các bạn nhìn thấy ở điện tâm đồ này, V1 bình thường chúng ta sẽ gặp một trường hợp là một sóng P 2 pha, nhưng trường hợp này do nhĩ phải có khí phải lớn và cửa cực chủ yếu là pha dương do V1 nằm phía bên phải, nên trường hợp này các bạn nhìn thấy là hoàn toàn sóng P ở V1 chỉ có một pha dương đơn thuần. Đây là một trường hợp khác, các bạn có thể nhìn thấy sóng P ở chuyển đạo D2. Sóng P ở chuyển đạo D2 này cao gần một ô lớn, tức là lớn hơn 2,5. Đối với 2,5 tức là thế nào? Nếu trong trường các bạn luôn luôn phải để ý một cái điện tim, chúng ta bao giờ cũng có cái thước đo ở phía trước. Và thước đo chuẩn của chúng ta sẽ là thước 10 tương đương với 2 ô lớn. Đây là trường hợp một thước đo chuẩn. Thì sóng P ở đây, thước 1 ô nhỏ thì tương đương với 1 mV.
Mà trường hợp này thì chúng ta thấy sóng P của chúng ta tương đương với khoảng 4 ô nhọn, tương đương với khoảng 4 mV, đây là sóng P cao nhọn hay chúng ta gọi là P phế. Quay ra chúng ta nhìn thấy trường hợp V1 thì cái pha dương lớn chủ yếu ở phía trước thể hiện cái cửa cực lớn ở phía bên tâm nhĩ phải, và đây là một trường hợp tăng gánh thất phải, tăng gánh nhĩ phải. Tổng hợp lại đối với cả những trường hợp mà chuyển đạo thì chúng ta chỉ cần để ý hai chuyển đạo trên cái sóng P, đó là hai chuyển đạo mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất sóng P, đó là chuyển đạo D2 và chuyển đạo V1. Trường hợp bình thường chúng ta có một sóng P ở V2 lùm xùm nhỏ, đầu tròn, V1 là một pha âm và pha dương nhỏ. Nếu trường hợp tăng gánh nhĩ phải, chúng ta sẽ có một cái trường hợp P phế cao nhọn ở D2, ở V1 sẽ là sóng dương lớn. Tăng gánh nhĩ trái thì chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp đó là ở D2 sóng P hai đỉnh và ở V1 là sóng âm lớn. Có trường hợp chúng ta ít gặp hơn, nó trường hợp tăng gánh của cả hai nhĩ, thì trường hợp này bệnh nhân sẽ có một sóng P đạt đủ tiêu chuẩn của cả hai trường hợp trên, tức là sóng P cao lớn hơn 2,5 mV ở trường hợp D2 nhưng có hai đỉnh, và ở V1 thì chúng ta có thể thấy một pha dương lớn kết hợp với cả một pha âm lớn. Dễ không ạ? Nói chung là khá dễ. Đối với trường hợp tiếp theo chúng ta sẽ đi vào, đó là tăng gánh của thất trái. Lý do tại sao chúng ta đi vào trường hợp tăng gánh thất trái là đây là trường hợp mà chúng ta thường gặp nhất trên lâm sàng. Và tăng gánh của thất trái thì chúng ta sẽ dựa trên chuyển đạo, đó là chuyển đạo V5 và V6. Khi chúng ta mắc cái chuyển đạo ngoại vi thì đối với V5, V6 là cái nhìn trực quan, nhìn thẳng về phía tâm thất trái. Trong khi đó V1 và V2 là cái nhìn thẳng về phía tâm thất phải. Còn V3 và V4 đó là cái góc nhìn hoàn toàn nằm ở phía vùng vách. Vì vậy bản chất khi cửa cực của tâm thất trái, nếu khi cửa cực của tâm thất trái khi điện tim tiến vào phía bên trái thì chúng ta sẽ gây ra một sóng dương ở chuyển đạo V5 và V6, nhưng ngược lại sẽ gây ra một sóng âm ở V1 và V2. Đó là lý do chúng ta sẽ sử dụng hai cái chỉ số này để đánh giá hoàn toàn cái tác dụng, cái cửa cực cũng như cái khối lượng cơ của tim trái. Có rất nhiều cái thang điểm từ trước cái nay để chúng ta chuẩn đoán những cái bệnh nhân có bị phì đại thất trái hay không. Những thang điểm này về mặt lịch sử là trên nền những cái bệnh nhân đã tử vong và họ mổ giải phẫu bệnh, thấy là bệnh nhân có phì đại thất trái và quay lại tra lại cái điện tim thì thấy rằng có những cái thông số ảnh hưởng đến việc chuẩn đoán phì đại thất trái. Các bạn không cần chụp đâu ạ, tại vì là tiêu chuẩn này không phải là tiêu chuẩn chúng ta cần nhớ. Mà tiêu chuẩn sau rất nhiều các tác giả đưa ra thì tiêu chuẩn được đến ngay vẫn được đánh giá là cái tỷ lệ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất, đó là tiêu chuẩn Sokolov-Leon. Tiêu chuẩn Sokolov-Leon sẽ dựa trên là nếu chúng ta chỉ cần sử dụng cái sóng R ở trên V5 và V6, tức là cái thể hiện cái sóng dương ở cái chuyển đạo phía bên trái, nếu sóng R ở V5 V6 này lớn hơn 26 mm, tức là lớn hơn một ô lớn thì tương đương với cả 5 mV, thì chúng ta sẽ tương đương với cả chúng ta sẽ có 7 lớn hơn 5 ô nhỏ, là sẽ là R của V5 V6 thể hiện là có dày thất trái. Còn trường hợp khác là nếu mà các bạn có thể sử dụng thang điểm Sokolov-Leon để đánh giá bằng việc là sóng S ở V1 cộng với sóng R ở V5 hoặc V6 lớn hơn hoặc bằng 35 mm, tương đương với 7 ô lớn. Đây là cái tiêu chuẩn cần nhớ ạ, chứ không phải tiêu chuẩn trước đâu ạ. Bạn nào đã chụp cái ảnh trước rồi thì tôi vui lòng xóa đi ạ. Và cũng có nhiều tiêu chuẩn khác, nhưng hiện nay với tiêu chuẩn Sokolov-Leon thì là cái tiêu chuẩn đánh giá là có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất. Đây là một điện tim của một bệnh nhân tăng gánh thất trái. Các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Chúng ta nhìn thấy đầu tiên chụp là chụp gì ạ? Chụp là chụp gì ạ? Lúc ấy chắc là tiến sĩ Đồng đã dạy các bạn về vấn đề chụp rồi. Chụp là chưa ạ? Bỏ qua phần đấy. Chụp thì vấn đề là cái chụp này rất quan trọng. Tôi không nghĩ là tiến sĩ Đồng bỏ qua đâu, mà là D1 thì các bạn biết là những D1 là chụp hướng từ phải, từ vai phải sang vai trái, và D2, D3, VF là những thứ hướng từ trên xuống dưới. Các bạn sẽ lấy D1 và AVF làm cái hướng điện tim, hoặc là D1 và D3 là hướng điện tim. Nếu D1 dương và D3 dương thì đây là sẽ là chụp trung gian, vì nó sẽ đi hoàn toàn đi xuống dưới như này, đúng theo hướng của quả tim. D3 dương thì nó đi từ trên xuống dưới, D1 dương thì đi từ phải sang trái. Còn nếu trường hợp D3 âm và D1 dương, tức là hướng cửa cực đi từ giữa tim lên đến trên vai trái, thì nó là chụp trái. Trong trường hợp D3 âm
và D1 âm, tức là hướng quả hướng điện tim đi từ giữa tim lên vai phải, thì đấy là trục phải. Còn trường hợp mà cả D1 và D3 đều âm, tức là trục điện tim hướng thẳng lên trên đầu, gọi là trục vô định. Cái này cực kỳ quan trọng đấy ạ. Tôi nghĩ là lần trước là các bạn đã được giảng rồi nên tôi không nhấn mạnh lại nữa. Trường hợp này chúng ta nhìn thấy D1 là D1 dương, tức là điện tim đi từ phải sang trái, tức là nằm phía nửa bên trái người. Nhưng D3 là âm, vậy chúng ta sẽ có hướng đi giữa quả tim đi lên vai trái. Vậy đây là trường hợp là trục trái. Và lý do cho chúng ta quay ra nhìn cái chuyển đạo V5 ạ. V5 của chúng ta nhìn thấy sóng R của V5 là cao bao nhiêu ô ạ? Bao nhiêu ô lớn ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ô lớn. 6 ô lớn là tương đương với 30 mV. Vậy thì là nó đã vượt hơn chỉ số là Sokolov-Leung là 26. Vậy trường hợp này là chúng ta đã có là tăng gánh của thất trái. Và đó là lý do tại sao khối cơ thất trái nhiều hơn, tăng hơn, khiến đẩy trục quả tim lệch sang bên trái. Có dễ hiểu không ạ? Rất dễ đúng không ạ? Đây là một trường hợp khác. Đây là một trường hợp khác các bạn có thể nhìn thấy ạ. Trục thì đây là trục gì ạ? Trục thì là trục gì ạ? Dương, và dương thì là trung gian đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy chuyển đạo V5. 1, 2, 3, 4, 5. Thậm chí là còn vượt qua cả cái những ô kẻ. Chúng ta đã có là khoảng 6 ô rồi. Còn nếu chúng ta cộng thêm sóng S ở V1 nữa, sóng S ở V1 ở đây chúng ta nhìn thấy là đến tận chỗ khởi đầu của V2, tức là có khoảng 4 ô nữa, chúng ta cộng lại là có khoảng 10 ô. RV5 cộng SV1 chúng ta có 10 ô. Vậy chúng ta lớn hơn là 7 ô, tức là 35 mV. Vậy trường hợp này là chúng ta có một cái tăng gánh thất trái. Và các bạn có thể nhìn thấy là ở chuyển đạo V4, V5 và V6 có sóng T âm đảo chiều, nó thể hiện sự thiếu máu cơ tim một cách thứ phát, do là cái hệ thống mạch vành thiếu cấp máu được cho hệ cái khối lượng cơ như vậy, gây ra cái dấu hiệu một cái thiếu máu cơ tim thứ phát đảo chiều. Đây một trường hợp khác ạ. Trường hợp này thì sao ạ? Trường hợp này chúng ta thấy là trục của bệnh nhân là trục gì ạ? Trục gì ạ? Trục trung gian đúng không ạ? Nhưng chúng ta nhìn ở chuyển đạo V5 thì sao? Chuyển đạo V5 này của chúng ta, chuyển đạo V5 này của chúng ta chỉ có là cao bao nhiêu ạ? Chuyển đạo V5 này chúng ta chỉ có cao 1 ô rưỡi thôi đúng không ạ? Nhưng ngược lại sóng S ở V1 thì sao? Bao nhiêu ạ? Chúng ta có 5 ô đúng không ạ? Trường hợp này lý do tại sao vẫn nghĩ đến là cái tăng gánh thất trái, vì chúng ta nhìn sang cái Sokolov-Leung nó có một cái là chúng ta có thể dùng sóng R ở V1 cộng với bên sóng S ở V1 cộng với R ở V5 hoặc V6. Trong trường hợp thì các bạn nhìn thấy cái V5 thấp như này, nhưng cái V6 phía dưới thì sao ạ? Thì cao hơn là sóng V6 là bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, 4, 5 ô cộng với V1 thì chúng ta lớn hơn 7 ô rồi. Và cái lý do là tại sao lại như vậy, với cái thành quả tim dày, với quả tim dày, quả tim bị xoay trục sang, và cái buồng thất trái này rất dày, khiến cho là đến tận V5, đến tận V5 thời điểm đấy vẫn chỉ là chưa ghi nhận hết được quả tim bên trái. Và những trường hợp như đôi khi những trường hợp như này, các bạn thấy cái chuyển tiếp R ở V5 đến R V6 nó cao như vậy, đôi khi chúng ta phải làm đến V7, V8, V9 thì mới có nhìn toàn diện về phía của thâm tâm thất trái. Vậy trong trường hợp bệnh nhân có tăng gánh thất trái nhưng kèm theo block nhánh thì sao ạ? Thì có những trường hợp mà chúng ta sẽ có chẩn đoán là có nhiều cái tác giả đưa ra rằng nếu trong trường hợp bệnh nhân có block nhánh trái, có kèm theo là có tăng gánh nhĩ trái thì đây là yếu tố duy nhất để chẩn đoán. Tuy nhiên khi họ làm quay lại làm giải phẫu bệnh thì có một tỷ lệ khoảng 40% những trường hợp mà có điện tâm đồ dạng block nhánh trái trước đó cộng thêm tăng gánh nhĩ trái không hề có bệnh lý tim trái kèm theo, không hề có tăng gánh, nên là hiện tại cái phác đồ này không được chỉ định. Và hiện nay có một số quan điểm được cho rằng là không thể chẩn đoán được tăng gánh thất trái khi có block nhánh kèm theo. Lý do tại sao thì chúng ta sẽ bài sau chúng ta sẽ được biết. Còn hiện nay những trường hợp mà tăng gánh thất khi mà có block nhánh phải cũng không được nhắc đến nữa. Chúng ta đi vào cái cuối cùng của cái bài này, đó là tiêu chuẩn gợi ý tăng gánh thất phải.
tiêu chuẩn gợi ý tăng gánh thất phải chúng ta cũng có rất nhiều tiêu chuẩn. Nhưng tuy nhiên, chúng tôi lại nhấn mạnh với các bạn một lần nữa, đó chính là tiêu chuẩn cần phải nhớ, đó là tiêu chuẩn Sokolov-Leong. Tiêu chuẩn Sokolov-Leong sẽ là tiêu chuẩn số 2 và số 3 đó ạ. Tức là sóng R ở V1, V1 chính là cái điện cực duy nhất mà nhìn toàn bộ vào thất phải của bệnh nhân. Nếu các bạn có R ở V1 lớn hơn hoặc bằng 7 mm, hoặc là R của V1 cộng với S ở V6 lớn hơn hoặc bằng 10 mm. Tương tự như trong trường hợp mà chúng ta đã giải thích vì sao chúng ta chọn cái S của V1 cộng với R của V5, V6, thì ngược lại khi chúng ta khử cực, thì khi khử cực thất trái, khi khử cực thất phải, thì sóng toàn bộ cái sóng sẽ hướng về phía V1, tạo ra một sóng dương ở V1, và ngược lại sóng đi ra khỏi V5, V6 sẽ gây ra một sóng âm ở V5, V6. Vì vậy đánh giá cái hoạt động của thất phải, chúng ta sẽ lấy phần dương ở phía bên phải, đó là phần dương của V1, cộng với phần âm của phía bên trái, đó là S ở V5 của V6, để ra chỉ số Sokolov-Leong là lớn hơn hoặc bằng 10. Đây là một hình ảnh điện tim. Các bạn có thể nhìn thấy đây là bệnh nhân là có trục gì đấy ạ? Trục phải đúng không ạ? Và chúng ta quay ra nhìn, lưu ý cho các bạn là khi mà chúng ta có một cái điện tim có trục như nào đấy, thì thường nó sẽ gợi ý cho một quả tim bình thường luôn luôn có trục trung gian. Nếu mà bệnh nhân chuyển sang trục trái, tức là bệnh nhân có thể sẽ có tăng gánh thất trái. Nếu có chuyển sang trục phải là sẽ có gợi ý tăng gánh thất phải. Nên cái để ý trục cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta xác định xem bệnh nhân có tăng gánh các cơ thất hay không. Thì trong trường hợp này chúng ta có bệnh nhân là có trục phải, thì chúng ta nhìn thấy chuyển đạo V1 thì sao ạ? R của V1 là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ô ạ? Chúng ta có R V1 là khoảng 3 ô, là tương đương với 30. Trong khi chúng ta chỉ cần R V1 là lớn hơn bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Vừa slide trước mà. 7 chứ không phải 5 ạ. 7 mm, thì chúng ta có thể đã được chẩn đoán là bệnh nhân là tăng gánh thất trái, tăng gánh thất phải rồi ạ. Đây trường hợp đây là trường hợp tăng gánh thất phải rất điển hình và gây ra trục phải. Đây là trường hợp mà bệnh nhân, ngoài ra các bạn có nhìn thấy cái này còn có cái điện tâm đồ này có vấn đề gì nữa không? Có trường hợp cái này là có cái P phế nữa. Thì đây là hoàn toàn là một bệnh nhân có một cái hẹp van động mạch phổi gây ra trình dạng tăng gánh của thất phải trước và sau đó là trệ tuần hoàn để nhĩ phải, gây ra trường hợp là tăng gánh hoàn toàn bùng tim phía bên phải. Một trường hợp tương tự, chúng ta là có trục gì ạ? Trục gì ạ? Trục phải đúng không ạ? D1 âm. D1 âm là nó phải đổ sang phía bên phải rồi. Và D3 là dương. Thì trường hợp trục phải chúng ta lại quay ra nhìn xem bệnh nhân có tăng gánh thất phải không ạ? Trường hợp này thì sao ạ? Trường hợp này thì sao ạ? Có không ạ? Chúng ta nhìn sóng R V1 thì nó cao bao nhiêu ạ? Gần 2 ô đúng không ạ? Sóng R V1 nó gần 2 ô, nhưng mà ngoài ra điện tim này thì có thể cái này các bạn chưa được học, nhưng mà có cái dạng block nhánh phải không hoàn toàn và kèm theo BAV1. Khi có những trường hợp như này thì khá là hay gợi ý là bệnh nhân này có thông liên nhĩ kèm theo. Trường hợp này cũng vậy, cái tăng gánh thất phải chúng ta nhìn thấy là bệnh nhân là có trục phải và sóng R ở V1 là lớn hơn 7 mV, thì chúng ta không có gì phải bàn cãi cả. Cái cuối cùng là nếu cái trường hợp bệnh nhân có tăng gánh hai buồng thất thì sẽ gợi ý khi có cái gì ạ? Quan trọng nhất là gợi ý là chúng ta sẽ có đầy đủ tiêu chuẩn của tăng gánh thất phải và tăng gánh thất trái, và hay gặp là tăng tiêu chuẩn điện thế của tăng gánh thất trái ở chuyển đạo trước tim nhưng ngược lại trục điện tim lại chuyển phải. Đó là một cái dấu hiệu gợi ý là hoàn toàn là bệnh nhân có thêm một cái dày thất phải nữa. Tiếp theo có thể gặp một trường hợp đó là R cao trên tất cả các chuyển đạo. Đây cũng là một dấu hiệu để chuẩn đoán cho bệnh nhân là có tăng gánh của cả hai thất. Trường hợp này ạ, chúng ta thấy gì ạ? Cái này là cái cuối cùng tổng hợp nên các bạn phải để ý cả nhĩ và thất nhé. Đầu tiên khi đọc một điện tim thì chúng ta sẽ nói là nhịp gì, trục gì, tần số là bao nhiêu ạ? Nhịp này là nhịp gì ạ? Nhịp xoang.
Trục gì ạ? Trục gì ạ? Trục trái ạ. Có gì không ạ? Lốc nhánh đúng không ạ? Lốc nhánh trái ạ. Khi có lốc nhánh thì chúng ta không chuẩn đoán là tăng gánh nữa. Vì bài vừa rồi lúc đầu chúng ta nói là khi có lốc nhánh chúng ta không chuẩn đoán là tăng gánh nữa. Vậy chúng ta nhìn thấy cái ở D2 có sóng P này nhé. Ở V1 có sóng P gì đấy ạ? Sóng P dương lớn đúng không ạ? Sóng P dương lớn này thì sao ạ? Thì người ta gợi ý đến là gì ạ? Là tăng gánh của gì ạ? Nhĩ phải đúng không ạ? Những trường hợp này các bạn để ý là sóng P ở V1 này, một cái P và giữa này có nhú lên một cái nữa. Thì đây thực ra là không phải là nhịp xoang, mà đây là nhịp nhĩ, nhịp nhanh nhĩ với block 21. Thì khi trường hợp mà chủ nhịp không phải là nhịp xoang thì các bạn không chẩn đoán là có tăng gánh nhĩ hay không. Đây là một trường hợp mà bẫy thôi ạ. Nên chúng ta cần để khẳng định lúc đầu là nhịp xoang, không có block nhánh thì chúng ta mới áp tiêu chuẩn để đánh giá xem bệnh nhân có tăng gánh nhĩ và tăng gánh thất hay không. Đây là cái lưu ý quên là nhấn mạnh cho các bạn cuối cùng, đó là chuẩn đoán tăng gánh buồng nhĩ khi nhịp cơ bản là nhịp xoang mà tăng gánh buồng thất khi không có block nhánh kèm theo. Rồi trường hợp này thì sao ạ? Trục gì ạ? Nhịp là nhịp gì ạ? Nhịp xoang đúng không ạ? Không bị lừa bởi nhịp xoang, bị nhịp nhĩ nữa. Nhưng bây giờ chúng ta là trục gì ạ? Trục gì ạ? Trục phải đúng không ạ? Trục phải thì chúng ta lại nghĩ đến là tăng gánh của gì? Thất phải. Ở trường hợp này thì chúng ta quay ra nhìn V1 thì R của V1 làm sao ạ? R của V1 cao đúng không? R này là bao nhiêu ô ạ? Khoảng 3 ô đúng không ạ? Vậy trường hợp này có tăng gánh của thất phải không ạ? Ai mà có giơ tay. Đúng rồi ạ, nhưng mà trường hợp này chúng ta để ý là cái sóng P với sóng R, sóng P với phúc bộ QRS thì nó khá là gần nhau. Phúc bộ QRS nó có cái sóng chõi ra, nó gọi là sóng delta, như là phúc bộ, đây là điện tâm đồ của Hooft-Wittgenstein-White, tức là điện tâm đồ của hội chứng tiền kích thích. Thất sẽ không khử cực đơn giản chỉ từ qua nút nhĩ thất, mà nó có một đường dẫn truyền phụ khác nối từ nhĩ thất, và trường hợp đường dẫn truyền phụ này ở thành bên của vòng van hai lá, nó không khử cực theo đường bình thường nữa. Nên trong trường hợp này chúng ta cũng không được sử dụng tiêu chuẩn Sokolov-Leong để đánh giá là có tăng gánh nhĩ và tăng gánh thất hay không. Đơn giản đúng không ạ? Và lưu ý các bạn đó là không chẩn đoán tăng gánh vùng tim ở trường hợp bệnh nhân có hội chứng tái cực sớm. Để chúng ta sẽ đi vào đọc điện tâm đồ một vài ví dụ thôi ạ. Trường hợp này chúng ta có trục có nhịp gì ạ? Nhịp xoang đúng không ạ? Trục gì ạ? Trục gì ạ? Trục không rõ đúng không ạ? Trục không rõ cũng là một loại trục nhưng không được ghi trong y văn. Thì thực ra là D1 bình thường nó phải có xu hướng dương. Vậy trường hợp này D1 là có xu hướng là đẳng điện, tức là nó sẽ đổ dần sang bên phải. Đây là trục trung gian xu hướng phải. Chúng ta tiếp theo là chúng ta nhìn cái gì ạ? Sóng P ạ. P có gì không ạ? Chúng ta nhìn sóng P đúng không? Thì sóng P ở đây là sóng P có kích thước là gần một ô lớn, không có trẻ đầu đúng không ạ? Thì đây là P của tăng gánh nhĩ phải. Và chúng ta có thêm một cái gì đấy ạ? Một cái gì đấy ạ? Có một trường hợp là một cái gọi phúc bộ QRS đến sớm mới có hình dạng giống như hình dạng của phúc bộ QRS của nhịp xoang. Thì đây là cái ngoại thâm thu nhĩ. Dễ không ạ? Tiếp theo ạ. Trục gì ạ? Trục gì ạ? Trục phải. Nhịp gì ạ? Nhịp xoang đúng không ạ? Thì chúng ta có gì không? Nhấn mạnh các bạn là chúng ta đang học về giày thất giày nhĩ nhé. Đừng nghĩ cao siêu quá.
Sóng P thì sao ạ? Sóng P ở chuyển đạo D2 thì chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Giãn rộng đúng không ạ? Không rõ là móc thì chúng ta nhìn sang chuyển đạo tiếp theo, chuyển đạo gì? V1 đúng không ạ? V1 chúng ta có cái gì ạ? Hai pha, và pha âm thì sao? Âm lớn hơn so với cả cái pha dương ạ. Thì đây là gợi ý là dày gì ạ? Dày nhĩ trái đúng không ạ? Nhưng ngoài ra trục thì trục gì? Trục là trục gì ạ? Trục phải. Nhưng trường hợp này thì thực ra là chúng ta có cái V1 có dạng là lốp nhánh phải không hoàn toàn, nên chúng ta mất mất cái hình ảnh của sóng R cao ở V1. Vậy trường hợp này thực ra là một cái tăng gánh của nhĩ trái cộng thêm với cả tăng gánh của thất phải, thì hay gặp trên lâm sàng là bệnh lý gì ạ? Hẹp hai lá. Cũng dễ đúng không ạ? Trường hợp này ạ. Nhịp gì ạ? Nhịp gì ạ? Nhịp xoang đúng không ạ? Trục là trục gì ạ? Trục phải ạ. Tiếp theo ạ. Chúng ta có, nếu mà trục phải thì chúng ta phải nghĩ đến là tăng gánh gì ạ? Tăng gánh của thất phải đúng không ạ? Trong trường hợp tăng gánh thất phải thì các bạn sẽ để ý cái gì ạ? R V1 với R V1 đây là cao bao nhiêu ạ? Vậy có đủ tiêu chuẩn để tăng gánh của thất phải chưa ạ? Dễ rồi đúng không ạ? Trường hợp này ạ. Trường hợp này là trục gì ạ? Xu hướng phải ạ. Có gì không ạ? Chúng ta để ý xem là sóng R ở V5 thì sao ạ? R V5 các bạn nhìn thấy bắt đến gần đến sóng của V4 này ạ. R V5 là cao bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ô đúng không ạ? 7 ô tức là R V5 là bao nhiêu? 35 đúng không? Nó được đảm bảo là nó đã dày thất trái chưa ạ? Đảm bảo dày thất trái. Nhưng tuy nhiên trục của trường hợp này thì sao? Lại có xu hướng phải. Thì trường hợp này chúng ta có block nhánh phải không hoàn toàn ở V1, nên chúng ta không nhìn thấy rõ. Nhưng ngược lại chúng ta thứ nhất là có tiêu chuẩn của tăng gánh thất trái, nhưng có trục xu hướng xoay sang phải. Và ngoài ra nếu không tính cái block của V1 thì chúng ta thấy R cao ở tất cả các chuyển đạo. Đây là trường hợp tăng gánh cả hai thất ạ. Dễ đúng không ạ? Trường hợp này thì sao ạ? Trục là trục gì ạ? Trục là trục gì ạ? Trục là trục trái ạ. Trục trái thì chúng ta phải đi tìm cái gì ạ? Trường hợp này có thể thất trái không ạ? R V5 thì sao? 1, 2, 3, 4, 5. Gần 5 ô rưỡi đúng không ạ? Thì cái này có đủ cái tiêu chuẩn để chuẩn đoán là thể thất trái không? Thì 5 ô rưỡi là chúng ta chuẩn đoán được rồi ạ. 5 ô là chúng ta đã lớn hơn 25 rồi. Thì còn chúng ta cộng với cả S của V1 là chúng ta sẽ đủ tiêu chuẩn chẩn đoán của Sokolov-Leon. Đây là trường hợp mà tăng gánh của thất trái ạ. Bắt đầu đến giai đoạn khó rồi đấy ạ. Trường hợp này thì sao? Trục là trục gì ạ? Trục trục trung gian ạ.
Chúng ta có sóng nhĩ làm sao ạ? Sóng nhĩ ở D2 ạ. Cao nhọn đúng không ạ? Và thứ hai là chúng ta nhìn ở V1 thì sao? V1 sóng rộng và cái sóng dương là chiếm chủ yếu đúng không ạ? Thì đây là dấu hiệu của tăng cánh của nhĩ. Nhĩ phải. Tiếp theo là thất thì sao ạ? Thất ở V1 thì R cao không ạ? 1, 2, 3, 4, 5 đúng không ạ? 5 ô. Thế R này đã đủ tiêu chuẩn tăng cánh thất phải chưa ạ? Mình ước tiêu chuẩn thôi ạ, không lừa nhau đâu ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là sẽ đã đủ tiêu chuẩn để tăng cánh của thất phải rồi ạ. Chúng ta nhìn tiếp sang đến V5. Thì V5 cái kết thúc đến đỉnh của phước bộ QRS còn lên đến tận chữ V4 kìa ạ. Thì chúng ta thấy là V5 trường hợp này chúng ta cũng đủ tiêu chuẩn để tăng cánh của thất trái. Vậy trường hợp này các bạn sẽ chẩn đoán là gì ạ? Giày hai thất và giày gì? Thế thôi, đơn giản thế thôi mà. Trường hợp tiếp theo ạ. Trời mà chúng ta vừa nói lúc ở trên kia không nhỉ? Chỉ chiếu lại thôi ạ. Đầu tiên chúng ta có trục gì ạ? Trục phải ạ. Và chúng ta có sóng P thì sao ạ? Nhịp xoang đúng không? Nhịp xoang. Và sóng P này thì P. P gì ạ? P cao nhọn ạ. Kèm thêm lốc cấp 1 đúng không ạ? Cái trường hợp này thì chúng ta có cái block nhánh phải không hoàn toàn nên chúng ta không nhìn thấy cái từ tăng gánh của thất phải nữa. Và nhưng mà chúng ta có trục phải và có tăng gánh của nhĩ phải thì đây là tăng gánh của buồng tim phải. Và như lúc nãy vừa nhấn mạnh ấy, thì có thể gặp ở trong trường hợp thông liên nhĩ. Thông liên nhĩ hay gặp là kéo dài khoảng PR này ạ. Trường hợp này ạ. Chúng ta có gì ạ? Trục là trục gì? Trục gì ạ? Trục trái đúng không ạ? Sóng P thì sao ạ? Sóng P thì có vẻ bình thường đúng không ạ? Trục trái thì chúng ta phải nghĩ đến cái gì ạ? Tăng gánh của gì? Tăng gánh của thất trái. Nhưng trường hợp này các bạn thấy có tăng gánh thất trái không? Trường này nãy ra có block nhánh trái rồi nên chúng ta không chuẩn đoán là có tăng gánh thất trái nữa. Trường hợp tiếp theo ạ. Trục là gì ạ? Trục là trục trái. Sóng P thì sao ạ? Sóng P này sóng P bình thường đúng không ạ? Khoảng 2 ô thôi chứ chưa vượt qua 2 ô. Ở chuyển đạo D2, ở V1 thì chỉ làm cái nhú dương nhỏ. Phước bộ QRS thì sao? Các bạn thấy thường là sau khi mà tăng gánh thì sóng T nó hơi âm đúng không? Trường hợp này các bạn có thấy sóng T ở V4, V5, V6 nó âm không ạ? Trường hợp này sóng T mặc dù âm nhưng lại là chênh xuống ở đoạn ST ở chỗ V4 nên trường hợp này là sóng T âm do thiếu máu cơ tim, trên nền nhồi máu cơ tim nên chúng ta không chuẩn đoán là tăng gánh nữa. Trường hợp này thì sao ạ? Trục là trục gì ạ các bạn? Trục gì ạ? Trục trái đúng không ạ? Nhịp thì là nhịp xoang, sóng P ở chuyển đạo D2, bình thường. Chúng ta có thấy gì không ạ? Có dạng gì ạ? Block nhánh phải đúng không ạ? Thế cái này có gì cần để ý? Chúng ta có block nhánh phải thì trong trường hợp mà chúng ta nghĩ đến block nhánh phải hay gặp là tăng gánh của thất phải.
thì nó sẽ phải có trục phải, nhưng trường hợp này là trục trái thì nhiều khả năng là bệnh nhân này sẽ có một cái tăng gánh thất trái kèm theo. Nhưng ngoài ra trường hợp này, khi các bạn để ý là đối với trường hợp lốc nhánh phải, chúng ta thường chỉ có V1, V2 và cùng lắm là V3 là có dạng tai thỏ thôi, nhưng trường hợp này dạng tai thỏ đến tận V5. Vậy thì thực ra là ở trường hợp này đến V5 chúng ta vẫn ghi nhận đấy là cái mặt nhìn vào cái phía bên tim phải, chứ chưa ghi nhận được phía bên tim trái, mà bắt đầu đến V6 mới là sự chuyển tiếp, bắt đầu nhìn vào phía bên tim trái. Vậy trường hợp này nếu mà muốn đánh giá xem bệnh nhân có tăng gánh không, chúng ta phải làm tiếp chuyển đạo V7, V8, V9 để nhìn rõ vào phía bên trái hơn. Và trường hợp này là trường hợp mà sẽ có tăng gánh của cả hai thất, khiến cho bệnh nhân là chúng ta làm những cái chuyển đạo bình thường không ghi nhận được. Trường hợp này thì sao ạ? Chụp là chụp gì ạ? Chụp là chụp trung gian đúng không ạ? Chúng ta có gì không ạ? Chụp trung gian là khó đúng không ạ? Còn trái phải là có gợi ý, còn trung gian là khó đúng không ạ? Chúng ta thấy có gì không? Chẩn đoán là bình thường đúng không ạ? Nhịp xoang chụp trung gian là ký chuyển thôi đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì có một cái đã phải nhấn mạnh với các bạn từ ban đầu, đó chính là cái thước này ạ. Cái thước này nếu chúng ta để cái thước là 2 ô thì chúng ta là 1mm tương đương với cả 1mV. Nhưng khi chúng ta cái thước này chỉ tương đương với một ô lớn thì toàn bộ cái điện tâm đồ này đã bị kéo lùn đi một nửa. Thì trường hợp này thực ra các bạn nhìn ở V5, V5 là 2 ô rưỡi, V5 là 2 ô rưỡi, nhưng khi nếu mà đúng thì cái thước là thước 2 ô thì nó sẽ kéo lên thành 5 ô, cộng với cả sóng S ở V1 cũng khoảng 2 ô rưỡi nữa, cộng lại là chúng ta đã có 10 ô rồi. Thế nên là tổng hợp lại trường hợp này là một trường hợp tăng gánh của thất trái. Và nếu các bạn để ý cái chuyển đạo ở D2 sóng P bị lùn đi một nửa, thì chúng ta vẫn nhìn thấy là cái P kéo rộng và có hai đỉnh. Vậy trường hợp này là trường hợp mà tăng gánh cả nhĩ trái và thất trái. Nên là chúng ta phải để ý cái thước này cực kỳ quan trọng đấy ạ. Trường hợp này ạ. Chụp là chụp gì ạ? Trung gian đúng không ạ? Sóng P thì sao ạ? Sóng P ở D2 thì chúng ta thấy là nó không cao hơn 2 ô đúng không? Cái thước là thước 2 đúng không? Không bị lừa nữa đúng không? Sóng P không cao hơn 2 ô, không có hai đỉnh. V1 thì một pha dương và pha âm nhỏ. Rồi an tâm, không bị lừa về sóng P. Chúng ta quay ra tiếp khúc bộ QRS thì sao? Khúc bộ QRS ở V1, chúng ta không thấy có dạng R lớn, đúng không ạ? Thì chúng ta lại quay sang V5, thì chuyển R ở V5 thì có bao nhiêu ô ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô đúng không ạ? 6 ô tức là 30mV. Vậy 30mV tức là có dày thất trái đúng không ạ? Sau khi đưa một loạt những cái tình huống khó thì quay lại tình huống đơn giản nhất thì các bạn lại thấy bất ngờ đúng không? Nhưng trường hợp này chỉ có thể thất trái thôi. Trường hợp này thì sao ạ? Chụp là chụp gì ạ? Chụp là chụp gì ạ? Chụp trái đúng không ạ? Có thấy sóng P không ạ? Trường hợp này chúng ta thấy sao ạ? Chúng ta có nhìn thấy hay là đây là cái sóng R lớn ở tất cả các chuyển đạo không ạ? Liệu đây có phải là tăng gánh của cả hai thất không? Đầu tiên nếu trong trường hợp là bệnh nhân có phức bộ QRS thì chúng ta phải nhìn thấy rõ sự phân biệt phức bộ QRS và sóng T. Thì trường hợp này chúng ta không nhìn thấy sóng T. Đây là trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp các bạn nhé. Không phải là chẩn đoán là nhà tăng gánh thất nữa, mà nếu các bạn nhìn cái điện tim này là điện tim ST chênh lên kiểu bia mộ. Tức là nếu các bạn không chuyển ngay đến một đơn vị tim mạch thì bệnh nhân sẽ sớm muộn chết ngay trước mắt chúng ta. Cái trường hợp này là trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp và chúng ta không chẩn đoán nữa. Chúng ta chỉ chẩn đoán là dựa trên sóng R. Thế còn cái này là hoàn toàn là cái đoạn ST nó đã chênh cao lên, chênh vòm lên và che vào cái phức bộ sóng R, chúng ta không ghi nhận được sóng R nữa.
Thế cuối cùng đấy ạ, đối với cả tăng gánh đấy ạ,